em học sinh thân mến, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em cái chuyên đề là hàm số bậc nhất. Như vậy cô nhắc lại cái hàm số bậc nhất là hàm số gì nhé bạn? Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y bằng a x cộng b. Và điều kiện để hàm số này là hàm số bậc nhất đó là a khác không? A khác không. Vậy thì bây giờ nếu bạn đề bài cho câu số 1, hàm số y bằng 2 trừ m x trừ 3. Y bằng 2 trừ m x trừ 3. Vậy đề bài hỏi điều kiện để cho cái hàm số này trở thành hàm số bậc nhất. Như vậy mấy bạn thấy là nó đã có cái dạng nè các bạn. Y bằng nè. Y bằng hệ số a là hệ số đứng trước x đã bạn. Là đây. Đó, như vậy là hệ số a của mình có a bằng là 2 trừ m. Hệ số b là bằng -3. Các bạn, hệ số b là -3. Đây là cái dạng hàm số bậc nhất nhé bạn. Hàm số bậc nhất là hàm số có dạng y bằng ax cộng b. Như đây là hàm số này là y nè, bằng nè a nè. Đây là hệ số a nè bạn. X cộng b. Và b trong trường hợp này chúng ta sẽ ra là -3 nhé bạn. Như vậy để điều kiện để cho hàm số này là hàm số bậc nhất thì hệ số a này phải khác không. Còn điều kiện để cho hàm số này là hàm số đồng biến thì là cái hệ số a này lớn không. Còn điều kiện để cho hàm số này là hàm số nghịch biến thì là a nhỏ không. Như vậy là chúng ta giải cái bài toán này nhớ bạn. Để cho cái hàm số này là hàm số bậc nhất thì cái hệ số a đã là 2 trừ m phải khác không. Suy ra trừ m chúng ta giữ nguyên nữa bạn, khác cộng 2 là đáng ghi dấu gì hết, cộng hiệu dấu cộng, cộng 2 chúng ta chuyển qua hình trừ 2. Rồi chúng ta lại đi tìm m, cho nên chúng ta nhân bên đây cho âm 1, âm nhân âm sẽ ra dương nhé bạn. Âm 1 m trừ m nhân cho âm 1 nhé bạn, giống như là âm 3 mà nhân cho âm 1 thì sẽ ra bằng 3. Âm 4 nhân âm 1 sẽ bằng 4. Như vậy trừ m nhân cho trừ 1 sẽ bằng là m nhé bạn. Bằng m. Còn âm 2 nhân âm 1, âm 2 nhân âm 1 sẽ bằng là 2 nhé bạn. Bằng 2. Đó. Tương tự như vậy, để hàm số y bằng, để hàm số này là hàm số đồng biến thì cái hệ số a này phải lớn không? Suy ra trừ m lớn hơn, để trừ m đưa qua nè bạn, cộng 2 ta chuyển qua thành trừ 2, nhân 2 vế cho âm 1 không? Âm m nhân cho âm 1 là bằng m, âm 2 nhân cho âm 1 là bằng 2. Nhưng mà khi chúng ta nhân 2 vế cho một cái bất đẳng thức, bất phương trình cho số âm thì bất phương trình, bất đẳng thức đó, dấu của bất phương trình, dấu của bất đẳng thức nó phải đổi chiều. Vì đây là dấu lớn và đổi thành dấu bé nhớ bạn. Tương tự như vậy, để cái hàm số này là hàm số nghịch biến thì 2 trừ m nhỏ hơn không. Suy ra trừ m thì chúng ta giữ nguyên nè bạn, giữ nguyên, cộng 2 nè chúng ta chuyển qua thành trừ 2, là dấu này dấu nhỏ nè bạn. Nhân 2 vế cho âm 1 thì trừ âm m nhân cho âm 1 là bằng m, âm 2 nhân âm 1 là bằng 2, nhân 2 vế cho số âm, bất phương trình, bất đẳng thức, đổi chiều. Đó, chúng ta được m lớn hơn 2. Này, cô B với giá trị nào của m thì góc tạo bởi đường thẳng y bằng này và trục OX là góc nhọn, góc bầu. Vậy góc tạo bởi là gì? Thì cô vẽ một cái hệ trục bào độ ra. Hệ trục bào độ OX OY các bạn. Đồ thị của cái hàm số bậc nhất là một đường thẳng, là một đường thẳng. Thì cái khi một đường thẳng cắt trục OX thì nó tạo nên bốn góc các bạn. Góc vị trí số 1, số 2, số 3, số 4. Thì cái góc ở vị trí số 2 này các bạn được gọi là góc tạo bởi đường thẳng D và trục OX. Thì trong trường hợp này là góc bầu nữa bạn. Những góc lớn hơn 90 độ là góc bầu. Còn nếu như mà chúng ta vẽ một cái đường thẳng hoặc hàm số bậc nhất mà theo cái chiều này thì nó cũng tạo nên bốn góc.
Thì cái gốc ở vị trí số 2 này cũng là gốc tạo bởi đường thẳng D và trục OX nhé bạn. Và vị trí số 2 này là gốc nhọn nhé bạn. Gốc ở vị đối với đường thẳng này với trục OX thì gốc tạo bởi là gốc ù. Còn đối với đường thẳng màu vàng này các bạn với trục OX thì gốc tạo bởi là gốc nhọn. Vậy người ta hỏi với giá trị nào của M thì gốc tạo bởi đường thẳng y bằng này và trục OX là gốc nhọn. Thì cái đường thẳng này các bạn có cái hệ số A là 2 trừ M. Để gốc tạo bởi là gốc nhọn thì cái hệ số này phải lớn hơn 0. Nghĩa là 2 trừ M lớn hơn 0. Nhớ các bạn. Để cho gốc tạo bởi cái đường thẳng này và trục OX là gốc nhọn thì cái hệ số A này nè các bạn là lớn 0. Hệ số A này là lớn 0. Nhớ các bạn. Vậy trừ M chúng ta hạ xuống nè. Cộng 2 chúng ta chuyển qua thành trừ 2. Nhân 2 vế cho âm 1. Âm M nhân âm 1 là M. Âm 2 nhân cho âm 1 là 2. Đổi chiều nhớ các bạn. Đó. Còn để gốc tạo bởi đường thẳng này và trục OX là gốc ù thì cái hệ số A này nè các bạn phải lớn 0. Nhỏ 0, xin lỗi, nhỏ 0 là 2 trừ M nhỏ 0. Trừ M chúng ta hạ xuống cộng 2 chúng ta chuyển qua thành trừ 2. Nhân 2 vế cho âm 1. Nhớ bạn, nhân 2 vế cho âm 1 thì bất đẳng thức đổi chiều, bất đẳng thức dấu của bất đẳng thức bất phương trình đổi chiều. Nhớ bạn. Đó là cô ôn nhớ bạn về điều kiện để hàm số là hàm số bậc nhất, để hàm số đồng biến, hàm số ngược biến, để gốc tạo bởi là gốc bù, gốc tạo bởi là gốc nhọn nhé bạn. Rồi chúng ta tiếp qua câu C. Vẽ đồ thị của hàm số với m bằng 1. Vẽ đồ thị của hàm số này với m bằng 1. Mình ghi lại cái hàm số nè bạn. Y bằng 2 trừ m x trừ 3. Đó. Ghi y bằng nè 2 trừ m, mà với m là bằng 1 nè bạn. Mình ghi lại cái hàm số nè. Y bằng 2 trừ m x trừ 3. Ghi lại cái hàm số. Rồi với m bằng 1 thì mình ghi lại nè, ghi lại y bằng mở ngoặc 2 trừ m là bằng 1 nè các bạn, x hạ xuống trừ 3 với m bằng 1. Với m bằng 1 này y bằng nè các bạn 2 trừ 1 là 1 nhân x trừ 3. Đó. Y bằng 1 nhân x, 1 nhân x thì cũng là x đúng không bạn, mình ghi là x trừ 3. Chờ. Rồi giờ chúng ta vẽ cái đồ thị này. Muốn vẽ cái đồ thị này á thì mình phải cho xác định hai cặp. Xác định là một cặp điểm, có nghĩa là hai điểm đó bạn. Xác định một cặp điểm là hai điểm thuộc đồ thị bằng cách là đầu tiên chúng ta cho x bằng, mình muốn cho bao nhiêu cho mấy bạn, cho làm sao cho mình dễ vẽ là được. Cho x bằng, ví dụ cho x bằng 1 thì suy ra y sẽ bằng x trừ 3 nè bạn. Cho x bằng 1, y bằng x trừ 3 là 1 trừ 3 là bằng âm 2. Nếu mà mình cho x, mình muốn cho x bao nhiêu cũng được các bạn, miễn sao dễ vẽ là được. Nhưng trong trường hợp này mình cho một nghiệm dương nghiệm âm đi, thì cô cho x bằng âm 1. Đó. Cho một cho x bằng 1 thì cho x bằng âm 1, có nghĩa là cho một giá trị dương với một giá trị âm, chúng ta là nghiệm nhé bạn. Cho một giá trị dương với một giá trị âm thì y sẽ bằng x trừ 3. X thì chúng ta thay bằng âm 1 để bạn. Âm 1 trừ 3. Bấm tính ra là âm 4. Đó. Vậy chúng ta bắt đầu vẽ cái đồ thị này. Lấy bằng vẽ trục OY trước. Trục OY trước. Rồi, do là y nhận cái giá trị âm không các bạn, cho nên là mình vẽ cái trục mình vẽ cái giá trị âm nó nhiều một chút xíu nha các bạn. Rồi. Đầu tiên là gì các bạn, cho x bằng 1. Đây là bạn, x bằng 1 này. X bằng 1 thì y bằng âm 2. X bằng 1 thì y bằng âm 2. Âm 2 nằm ở đây nè các bạn. Đó.
cho ra một điểm. Điểm này là x bằng 1, y bằng âm 2 nha các bạn. X bằng 1 nè, y bằng âm 2 nè. Đó, x bằng 1, y bằng âm 2. X bằng 1, y bằng âm 2. Tiếp tục x bằng âm 1. X bằng âm 1. X bằng âm 1. Thì y bằng là âm 4. Y bằng âm 4. Các bạn, ở trên bảng này cô chia theo là một ô nhé các bạn. Nhưng mà trong cái ô, trong cái khi mấy bạn vẽ là mấy bạn chia theo 1 cm cho cô nhé các bạn. Chia theo 1 cm. Đó cho con. Đó. Như vậy thì lúc này chúng ta vẽ được đi qua hai điểm này, cái điểm này nè các bạn, mình ghi số vô. Cái điểm này thể hiện cặp số là âm 1, âm 4 nè các bạn, âm 1, âm 4. X bằng âm 1, y bằng âm 4, mình nối lại. Nối lại. Đó mới bằng bản sao mà nó cắt cái trục của x tại vị trí điểm 3. Cắt việc cắt trục OY tại điểm âm 3 là đúng nha các bạn. Như là y bằng x trừ 3. Đó, chúng ta vẽ được một cái đồ này của cái hàm số này. Đó. Tiếp tục chúng ta qua câu 2 nha các bạn. Mình qua câu số 2. Bây giờ câu số 2 cho đường thẳng DM. Cho đường thẳng DM y bằng trừ x cộng 1 trừ m bình, và d bằng y, và d y bằng x. Giả đường thẳng DM khi m bằng 2. Như vậy bây giờ mình ghi lại cái hàm số này các bạn, y bằng trừ x cộng 1 trừ m bình. Ghi nè, giờ y bằng trừ x cộng 1 trừ và với m bằng 2. Với m bằng 2. Như vậy thì mình ghi 2 vô đây các bạn, thấy m bằng 2 chưa? Nhớ bạn. Vậy lúc này ta có y bằng trừ x, các bạn bấm máy tính là cộng 1 trừ m bình vô sẽ được là trừ 3. Đó. Vậy tương tự như bên đây, tương tự như bên đây các bạn, các bạn sẽ là cho hai điểm thuộc cái đồ thị của hàm số này. À, ví dụ như cô cho giống như bên đây để cho x bằng 1. Thì trong công thức tính của mình là y bằng trừ x trừ 3. Đúng không bạn? Nó không phải bằng là x trừ 3 giống bên này nữa, mà y bằng trừ x trừ 3. Vì dấu trừ đều đưa qua nè, x đều là bằng 1 nếu bạn, trừ 3. Chúng ta bấm phép tính ra là âm 4. Tiếp tục cho x bằng âm 1, suy ra y bằng trừ x trừ 3 bằng, dấu trừ đều đưa qua nữa bạn, x là dấu âm 2 bằng âm 1. Vậy trong trường hợp thì chúng ta có hai cái dấu trừ. Dấu trừ này là của x, cũng tiếp đó trừ này là của hàm số nữa bạn ha. Còn dấu trừ này là của x là âm 1 trừ 3. Các bạn cũng sẽ tính ra là được âm 2. Nhớ bạn, âm 2. Rồi, đó là xong cái hàm số DM với m bằng 2. Bây giờ tiếp tục chúng ta xét cái đường thẳng D. Đường thẳng D, đường thẳng D nó có cái hàm số là y bằng x. Y bằng x nhé bạn. Thì trong trường hợp thì mình cho x bằng 2 thì y, trong công thức này y bằng x nhé bạn, cũng sẽ bằng 2 luôn. Còn ta cho x bằng âm 2 thì suy ra y bằng x là bằng âm 2 luôn. Nhớ bạn. Đợi đầu về chúng ta vẽ. Chúng ta vẽ nha bạn. Cô vẽ qua anh này. Cô vẽ đây nha các bạn.
Rồi, đầu tiên là chúng ta vẽ cái hàm số này nữa các bạn. Ha, chúng ta vẽ cái hàm số này. Thì cho x bằng 1 thì y bằng âm 4. X bằng 1 thì y bằng âm 4. Ở trên đây ô bảng này là cô có ô bảng hết trơn nha các bạn. Còn trong cái bài giám thi của mấy bạn là nó không có cái làm gạch ngang như thế này, chỉ làm gạch xuống như thế này. Thì các bạn cứ lấy mỗi một cái này là 1 cm hết nha các bạn. Chúng ta lấy 1 cm, 1 cm hết nha các bạn ơi. Chia ra thành 1 cm. Như vậy cặp số đầu tiên của mình là 1, âm 4. Âm 1, âm 2, âm 3, âm 4 nha các bạn. Đó. Đây 1, âm 4. Do là bảng của cô để bạn là có lằn ngang và lằn dọc hết, cho nên môn kẻ cũng được như vậy. Còn trong bài giám thi á, này nó không được như vậy các bạn. Thì các bạn xem lại hai cái video hướng dẫn vẽ đồ thị của cô đó, cô có hướng dẫn vẽ những cái điểm này hết nha các bạn nha. Rồi điểm tiếp theo là x bằng âm 1, y bằng âm 2. X bằng âm 1, y bằng âm 2. X bằng âm 1 để bạn, y bằng âm 2. Đó. Và được điểm này. Chúng ta nối hai cái điểm này lại. Các bạn vẽ sao cũng đi qua điểm âm 3, đây cũng đi qua điểm âm 3 là đúng nha các bạn. Như vậy đây là y bằng trừ x trừ 3. Bây giờ tiếp tục cô sẽ vẽ tới cái đường thẳng này các bạn. X bằng 2 thì y bằng 2. X bằng 2 thì y bằng 2 là điểm này nữa các bạn. Đây. X bằng 2 thì y cũng bằng 2 luôn. Đó. Rồi x bằng âm 2 thì y cũng bằng âm 2 luôn. X bằng âm 2 nữa các bạn. Thì y bằng âm 2. Đó. Như vậy đây. Điểm này. Điểm này là x bằng âm 2, y cũng bằng âm 2 luôn. Đó. Chúng ta nối hai cái điểm này lại nữa các bạn. Nối hai điểm này lại. Đó. Chúng ta được là y bằng x. Nhớ bạn, được y bằng x. Và nhớ là cái đồ thị của hàm số mà này mà có, nó không có đuôi phía sau, khi là hệ số đen còn không thì nó phải đi qua góc họ đồ. Đi qua góc họ đồ. Đó. Rồi giờ tiếp theo đấy các bạn, đó là chúng ta là vẽ đồ thị xong rồi. Trên cùng hệ trục họ đồ, rồi tìm họ đồ giao điểm của chúng. Rồi tìm họ đồ giao điểm của chúng. Như vậy, họ đồ giao điểm phải gì? Vậy trước hết cô giảng cái từ giao điểm trước đó mấy bạn nha. Cô hướng dẫn cái giao điểm trước cái đã. Thì giao điểm là gì? Hai cái đường thẳng này đó bạn, hai đường thẳng này nó cắt nhau tại điểm này, cắt nhau tại điểm này. Thì cái điểm này được gọi là giao điểm nha các bạn. Cái đường thẳng màu đỏ này nè và cái đường thẳng màu trắng này nè nó cắt nhau tại đây. À, cắt nhau tại đây. Thì điểm này được gọi là giao điểm. Còn mình đi tìm tọa độ của điểm này. Tọa độ điểm này thì gọi là tọa độ giao điểm. Như vậy tọa độ là gì? Là cặp số x y. Không, chỉ cái điểm này, ví dụ như cái điểm này nữa bạn, có x bằng 2, y cũng bằng 2, thì ta nói rằng tọa độ của cái điểm này là 22. Không, còn tọa độ của điểm này x bằng 1 nè, y bằng âm 4 nè, như tọa độ của điểm này là 1 âm 4 nhớ bạn. Còn cái điểm này x bằng âm 2, y bằng âm 2, thì ta nói tọa độ của điểm này là cặp số âm 2 âm 2 nhớ bạn. Còn bây giờ mình tìm coi cái cặp số x y của cái điểm này là bao nhiêu thì gọi là tọa độ giao điểm nhé bạn. Bây giờ cô B cô làm qua phía bên này nữa bạn. Đó. Như vậy đi tìm tọa độ giao điểm chẳng qua là mình đi tìm cặp số x y thôi các bạn ha. Cặp số x y thì chúng ta lấy hai cái đuôi này đáp lại nữa bạn.
y bằng x, y bằng trừ x trừ 3. Diễn qua lấy cái đuôi x bằng trừ x trừ 3. X bằng trừ x trừ 3. Vậy lúc này tương đương nữa bạn. X là giữ nguyên. Dấu trừ này chuyển qua, trừ x này chuyển qua. Thành là cộng x bằng âm 3. Nếu bạn x này hạ xuống, trừ x này chúng ta chuyển qua thành cộng x bằng âm 3 giữ nguyên. Vậy là 1x cộng 1x là bằng 2x. 1x cộng 1x là bằng 2x là bằng âm 3. Như vậy tương đương x bằng âm 3 cộng 2. Nhân 2 chúng ta chuyển qua thành chia 2. Vậy x bằng âm 3 chia 2, các bạn có thể phóng tính ra được âm 1 thế nào. Đó, giờ mình kiểm tra lại xem. Kiểm tra lại xem chúng ta nó có đúng gì không các bạn. Nha. Đây. Đó là ngay vị trí là âm 1 cái 5. Bây giờ tới y. Tới y như thì các bạn có hai cái công thức để tìm y. Một là hai vào đây, hoặc là hai vào đây. Như vậy chúng ta thấy hai vào đây cho nó nhanh mấy bạn. Thấy vô trong cái hàm số này cho nó nhanh. Đó là chúng ta có y bằng x. Nhớ bạn. Y bằng x. Như vậy là với x bằng âm 1,5 suy ra y bằng x thì cũng bằng âm 1,5 luôn. Nhớ bạn. Nha. Như vậy là ở đây là có hai công thức để tìm y. Một là y bằng x, hai là y bằng trừ x trừ 3. Nhớ bạn, y bằng x chia y bằng trừ x trừ 3. Như vậy chúng ta có tìm x được rồi, chúng ta có hai công thức để thay vào, hoặc là y bằng x, hoặc là y bằng trừ x trừ 3. Bây giờ cô chọn thay vào đây trước. Nhớ bạn, nếu bạn thay vào đây nó cũng ra bằng âm 1,5 luôn nhớ bạn. Nếu chúng ta chọn thay vào trong đây thì ra cũng y bằng âm 1,5 luôn. Giờ cô thấy vô rồi nha. X bằng 1 âm 1,5. Bây giờ y bằng âm x âm 1,5. Vì y sẽ bằng âm nè bạn. X thì chúng ta thay bằng âm 1,5 nè. Trừ cho 1,5. Thấy bạn bấm máy tính y hệt thì vô. Xin lỗi, y bằng trừ x trừ 3. Y bằng trừ x trừ 3. Y bằng trừ x trừ 3. Chúng ta thấy vô. Đó. Nếu bạn bấm máy tính y hệt thì vô thì ra y cũng bằng âm 1,5 luôn. Nhớ bạn. Nghĩa là có hai công thức hai vào y. Thì mấy bạn muốn hai vào công thức nào cũng vậy. Nó đều ra kết quả như nhau. Vậy cuối cùng mình kết luận họ độ giao điểm là, vậy họ độ giao điểm là, họ độ giao điểm là x của mình là bằng âm 1,5 và y của mình cũng là âm 1,5 luôn. Đó, vậy là cô mới vừa hướng dẫn xong cho các em hai cái bài tập về cái hàm số bậc nhất nhé bạn. À, rồi tiếp theo cô sẽ hướng dẫn tiếp cho các em ở cái bài tập số 3 và số 4 nữa nhé bạn. Rồi chúc các em học tốt nhé.